Bài tập Squat tựa tường Dựa thân mình vào tường, hai bàn chân cách xa tường và rộng bằng vai. Từ từ trực thân mình xuống dọc tường, cho đến khi hai đùi nằm ngang. Lúc này hai gối của bạn gặp một góc tầm 90 độ. Giữ từ 3 đến 5 giây. Đẩy thân mình lên dọc tường trở lại tư thế ban đầu sử dụng các cơ mông và chân lặp lại